Hai, xin chào cả nhà. Cả nhà ăn cơm chiều chưa? Nếu chưa biết nấu món gì thì cùng vào bếp với Vân nha. Sau quá trình thì mình nghĩ là Vân quyết định sẽ nấu tôm đúc lò. À không, cái này mình gọi là mình nướng đúng không ta? Không biết nữa, hí kệ đi. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy hết những cái phần trái thơm ở bên trong. Sau đó thì mình làm rỗng bên trong nha. À, mà sao mà gian nan quá, nhìn thì dễ nhưng mà làm không có dễ chút nào. Mệt nha, cọc quá. Tôi chỉ làm muốn ăn trái thơm bình thường thôi, sao nó khó vậy? Thôi nghỉ đi. 2000 years later. Thú hồn chưa? Không gì làm khó được Vân. Tiếp theo, Vân sẽ đi bóc vỏ tôm. Sau khi sơ chế tôm xong, Vân sẽ cắt nhuyễn phần thơm lúc nãy để làm sốt thơm nha. Hoàn thành câu sơ chế, giờ thì Vân sẽ bắt đầu tiến hành nấu thôi. Bật bếp để chảo nóng lên, sau đó Vân sẽ cho 20g bơ vào. Bơ làm cho món ăn thơm hơn, ngon hơn, hấp dẫn hơn. Tiếp theo là 20g tỏi băm vô, một ít gia vị thường dùng, 3g muối, 5g đường, sau đó thả tôm vào đảo đều. Gia vị thì tùy vào khẩu vị của mỗi người nha cả nhà nha, nên là thành ra Vân chỉ chia sẻ theo cái khẩu vị mà Vân hay ăn thôi. Với lại á, sư phụ của Vân là thầy Võ Quốc cũng nấu rất là nhiều món ăn ngon. Các bạn có thể lên TikTok và follow kênh Võ Quốc Chef thì các bạn sẽ có thể học được những cái video nấu ăn rất là ngon từ thầy của Vân nha. Sau khi tôm đã vừa chín tới thì mình sẽ để tôm ra một cái dĩa. Sau đó tận dụng chiếc chảo lúc nãy, Vân thêm 20g bơ vào. Sau khi bơ đã nóng, Vân cho thêm 10g bột mì vào. Sau đó khuấy đều cho hỗn hợp sôi lên. Tiếp theo Vân sẽ cho vào 20g hành tây. Nấu lên cho hành tây vừa chín thì Vân sẽ cho 100ml sữa vào nha. Thêm 20ml whipping cream nữa, bột phô mai, thêm vào một muỗng đường, ít hạt nêm, một ít tiêu. Đến lúc để tôm vào chảo rồi nè. À, còn có bé thơm cắt nhuyễn nữa nha.